là phân biệt tinh dầu, trình bày được các công thức và thành phần chính của tinh dầu, trình bày được các tính chất lý hóa và các phương pháp chiết xuất, phương pháp kiểm nghiệm tinh dầu và các dược liệu có chứa tinh dầu, và biết được thêm các dược liệu dầu, các thành phần trên. Thì thực ra thì bây giờ người ta rất là hay nhầm lẫn những khái niệm tinh dầu và dầu béo với các anh chị. Ví dụ như mình có cái chế phẩm mà dầu hoa anh thảo á, dầu hoa anh thảo hay là tinh dầu hoa anh thảo à. Tại vì cái hoa anh thảo nó nổi lên với lại cái tác dụng là nó có chứa nhiều omega 3, omega 6 á, giúp làm giảm các cái triệu chứng tiền mãn kinh đó các anh chị. Nên là bây giờ người ta dùng cái dầu hoa anh thảo rất là nhiều. Nhưng mà cái hoa anh thảo của mình á, thực ra là đó là dầu béo chứ không phải là tinh dầu, do là cái dầu hoa anh thảo đó nó được ép từ hạt của cái cây hoa anh thảo, nên nó bản chất nó là một cái dầu béo chứ không phải nó là tinh dầu. Rồi vậy thì định nghĩa tinh dầu, các cái file bài giảng bài tập mình đều có đưa lên trang LMS một hết rồi ha, nên các anh chị mình vào đó mình mình lấy file bài giảng về rồi mình xem ha. Rồi bây giờ mình vừa học mình vừa điền vào trong cái file bài học luôn. Rồi, đầu tiên là định nghĩa về tinh dầu. Thì tinh dầu là một hỗn hợp nhiều chất thiên nhiên, một hỗn hợp nhiều chất thiên nhiên. Rồi sao mình không gọi nó là một chất mà gọi là hỗn hợp nhiều chất? Tại vì bản chất của tinh dầu mà mình chiết từ trong tự nhiên á, như là mình chiết từ các cái cây cây giả sử như cây bạc hà đi, thì trong cây bạc hà nó là nó có chứa hỗn hợp chứa nhiều tinh dầu ha, nên khi mà mình ngửi cái, nhưng mà cái hỗn hợp trong cây bạc hà là một hỗn hợp chứa nhiều tinh dầu và trong đó cái thành phần chính của nó là menthol, nên là mình ngửi cái tinh dầu mà nó chiết từ cây bạc hà á, nó sẽ khác hoàn toàn với lại cái mùi của menthol không. Cái mùi menthol không thì nó có rất là mùi rất là mạnh ha. Và nó dùng ở trong các cái sản phẩm như là kem đánh răng, là nước súc miệng hoặc là dầu gội đầu gì đó, các anh chị sẽ thấy là nó tạo một cái mùi rất là mạnh ha, và nó rất là mát. Nhưng mà cái tinh dầu mà chiết trực tiếp từ cái cây menthol đó, từ cây bạc hà, thì mình ngửi nó lại có mùi khác. Thì do mẹ thiên nhiên thì đã cho trong cái cây đó nó có một hỗn hợp ha, một hỗn hợp nhiều chất chứ không phải là chỉ có một chất menthol không. Rồi cái thứ hai nữa thì tinh dầu nó sẽ có mùi đặc trưng ha, có mùi đặc trưng, gặp nhiều ở trong thực vật và có trong động vật ha. Tại sao mình gọi là có mùi đặc trưng? Mình không dám khẳng định ở đây là mùi thơm nha, tại vì tùy vào cảm nhận của từng người, người ta ngửi người ta sẽ cảm thấy có thơm hay không. Ví dụ như có những cái cây mà nó có mùi thơm như là cây hoa hồng ha, tinh dầu hoa hồng, hay là tinh dầu bạc hà nó cũng có mùi thơm. Nhưng mà có một số cái cây á, cái tinh dầu của nó, cái mùi nó lại không được thơm lắm. Ví dụ như là tinh dầu tỏi nó cũng không thơm, do nó chứa cái hợp chất là sulfit á, nó chứa lưu huỳnh trong nó, hoặc là như cây mơ lông nó cũng chứa lưu huỳnh mà nó cũng không có mùi thơm ha. Nên mình sẽ gọi là nó có mùi đặc trưng, có mùi đặc trưng. Thì mình gặp nhiều ở trong thực vật ha, như là những cái cây như cây hồi, cây quế, cây bạc hà, long não, hoặc là có ở trong động vật ha, như là ở trong con bọ xít ha, con hươu xạ, con cà cuốn, con cầy hương, thì nó cũng có chứa tinh dầu. Tinh dầu thì nó bay hơi ngoài không khí ha, bay hơi ngoài không khí ở nhiệt độ thường. Nó bay hơi ngoài không khí ở nhiệt độ thường. Đó là lý do vì sao mà mấy anh chị mình xịt nước hoa, mình xịt nước hoa mình thấy là nó chỉ lưu hương trên người khoảng từ 4-6 tiếng rồi là mình thấy nó bắt đầu nó giảm mùi và nó mất mùi đi rồi. Là do nó chứa tinh dầu, mà tinh dầu thì nó sẽ bay hơi được ha, nên là nó sẽ không có bám lâu ở trên da được đâu.
Cái thứ ba là nó có thể điều chế bằng phương pháp cất kéo theo hơi nước không anh chị, do nó bay hơi được ha, nó bay hơi được nên người ta có thể chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp cất kéo theo hơi nước. Rồi, tinh dầu thì nó sẽ ít tan ở trong nước, nó ít tan trong nước ha, nhưng mà nó lại tan tốt trong dầu béo và các cái dung môi hữu cơ. Nên là có nhiều nơi để mà làm giả tinh dầu á, người ta sẽ trộn thêm dầu béo hoặc là trộn thêm cồn đồ vào để mà cho nó làm tăng cái thể tích tinh dầu. Nó lợi dụng vào cái đặc tính là cái tinh dầu này nó tan tốt ở trong dầu béo này, và các cái dung môi hữu cơ. Rồi, câu số 2, vậy thì làm sao để mình phân biệt được tinh dầu và dầu béo? Mình sẽ phân biệt tinh dầu và dầu béo dựa vào cái bản chất ha, bay hơi, mùi thơm, lôi cuốn theo hơi nước, độ tan trong nước, trong cồn, trong dung môi hữu cơ và độ nhớt. Rồi, bây giờ thì các anh chị mình sẽ điền chung với mình luôn ha. Tinh dầu, bản chất của tinh dầu là các tạp ben. Tạp ben là gì thì hồi nữa mình sẽ học ha. Bây giờ mình biết nó là bản chất của nó là các tạp ben. Còn chất béo thì nó sẽ là este của ancol và các axit béo. Rồi, bay hơi thì tinh dầu mình bay hơi được, còn chất béo thì không. Mùi thơm thì tinh dầu mình nó rất là thơm ha, nó rất là có mùi rất là thơm, có mùi đặc trưng. Còn chất béo thì không có. Tinh dầu thì mình có thể chiết xuất bằng phương pháp lôi cuốn theo hơi nước, còn chất béo thì không ha. Độ tan trong cồn thì tinh dầu tan được ở trong cồn ha, tinh dầu tan được trong cồn, còn chất béo thì nó không tan được trong cồn. Tinh dầu thì rất là ít tan ha, trong nước, và chất béo cũng vậy luôn, hai cái này đều không tan trong nước. Và cả hai cái tinh dầu và chất béo này thì đều tan được trong dung môi hữu cơ. Trời mưa quá à. Tôi nói nên chị không nghe kìa. Rồi, cả tinh dầu và chất béo thì đều tan được trong dung môi hữu cơ. Rồi, tinh dầu thì có độ nhớt thấp. Mình nói mấy anh chị không nghe được, mấy anh chị la lên nha. Chứ mình cũng ráng hết sức. Giờ nói vừa thở luôn á. Rồi, tinh dầu có độ nhớt thấp, còn chất béo thì có độ nhớt cao. Không nghe được cứ la lên nha, mình nhắc lại cho các anh chị. Dạ nghe được bình thường thôi. Quay lại ha, tinh dầu thì có độ nhớt thấp, còn chất béo thì có độ nhớt cao ha. Tức là khi các anh chị thấy mình bôi những cái dầu paraffin á, cái dầu dầu cù là hoặc là bôi vaseline chẳng hạn, thì mình thấy đó là chất béo ha, nó là chất béo nên là nó rất là nhớt ha, nó bám rất là nhớt ở trên da. Còn tinh dầu thì không. Rồi. Bây giờ các anh chị nhớ cái bảng này ha, tại vì bảng này sau này mình sẽ gặp lại trong phần dược liệu thực hành. Rồi, thì dựa vào cấu trúc của tinh dầu thì mình sẽ chia thành 5 nhóm chính ha. Là nhóm dẫn xuất của monoterpen, nhóm dẫn xuất của sertraline, nhóm dẫn xuất chứa vòng thơm, nhóm dẫn xuất chứa nitơ lưu huỳnh và chứa các thành phần khác. Rồi, thì mong là hôm nay là sẽ lướt được hết các cái cấu trúc chính ha, và học được các tính chất hóa lý. Rồi, thì gồm 5 nhóm chính, bây giờ các anh chị nhớ với mình ha. Tẹt ben ha, tẹt ben là 10, là 10 carbon. Một tẹt ben gọi là 10 carbon.
Rồi, mono tạc đen ha. Mono là 1 ha. Tạc đen là 10. Vậy thì 1 x 10 thì mình có mono tạc đen là những dẫn số mà có 10 carbon. Rồi, sạc quy ha. Sạc quy là 1,5. Tạc đen là 10. Vậy thì sạc quy tạc đen là những cái cấu trúc mà có chứa 15 carbon. Rồi, đây là hai cái nhóm cấu trúc chính ha, phổ biến nhất ở trong tinh dầu. À, đó là mono tạc đen và sạc quy tạc đen. Rồi, mấy cái mà giả sử như là 20 carbon rồi 30 carbon có không? Có nha các anh chị, nhưng mà người ta ít, rất là ít. Tại vì người ta thường hay nói là tinh dầu thì nó có khả năng bay hơi, mà muốn bay hơi thì nó phải nhẹ ha. Nó nhẹ nên nó chỉ có thường là từ 10 đến 15 carbon thôi. Mấy cái cấu trúc cộng cạnh khác thì nó vẫn có nhưng mà nó rất là hiếm. Rồi bây giờ thì trong cái nhóm mono tẹt ben thì mình sẽ chia thành bốn nhóm nhỏ khác, là nhóm mono tẹt ben mặt hở không có oxy, mặt hở có oxy ha, tẹt ben một vòng và tẹt ben hai vòng. Sạc quy tẹt ben thì mình có ba nhóm là sạc quy không chứa oxy, các hợp chất acetylen và sạc quy tẹt ben lactone. Rồi thì đối với những cái nhóm nhỏ này thì mỗi nhóm mình sẽ học một vài chất đặc trưng. Còn lại thì những cái nào mà mình thấy không cần thiết thì cũng đã bỏ hết rồi. Thì khi mà người ta nhiệt phân phần lớn các cái tinh dầu á, thì người ta thu được các cái isoprene. Các anh chị nhớ cụm từ này. Các cái isoprene. Người ta nhiệt phân tinh dầu ra thì người ta thu được các cái isoprene. Từ đó người ta khẳng định là cái cấu trúc bộ khuôn của các cái tinh dầu á, trong thiên nhiên thì được cấu tạo từ các cái đơn vị isoprene. Đơn vị isoprene. Vậy thì isoprene là gì? Bây giờ mình có tìm hiểu cái isoprene là gì ha. Đây là một isoprene. Anh chị biết alkali không, là cấu trúc là có hai cái nối đôi á, thì isoprene mình thêm một cái mặt nhánh này nữa đây thì mình gọi nó là isoprene. Isoprene thì có cấu tạo là C5H8. C5H8 và hai cái isoprene gắn với nhau ha, nó sẽ tạo thành một cái oximen ha. Hai cái isoprene này nó sẽ gắn với nhau theo nguyên tắc đầu đuôi, nghĩa là đầu của thằng này nó sẽ gắn với lại đuôi của thằng kia, đầu của thằng thứ hai nó gắn với đuôi thằng thứ nhất này theo nguyên tắc đầu đuôi. Thì hai cái isoprene mình sẽ tạo một cái oximen, và cái oximen này chính là cái mono tẹt ben phải các anh chị, hay còn gọi là tẹt ben á, mono tẹt ben là nó. Rồi, vậy thì á, từ đây mình thấy là isoprene nó là cái đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của tạc đen ha, nó là đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của tạc đen. Một cái iso là C5 ha, hai cái iso sẽ là C10 ha, thành mono tạc đen. Rồi vậy thì bây giờ mình qua cái bảng này ha, phân loại tinh dầu. Mình sẽ phân loại cái mono tạc đen và cái sạc quy tạc đen dựa vào số carbon và số đơn vị isoprene, nhớ là số đơn vị isoprene. Các anh chị thử làm chung với mình ha. Mono tẹt đen ha, là 1 nhân 10 là mình có 10 carbon. 10 carbon. Rồi, sạc quy tẹt đen ha, sạc quy là 1,5. 1,5 nhân 10 thì sạc quy tẹt đen mình có 15 carbon. Vậy thì có số đơn vị isoprene là bao nhiêu? Anh chị thử điền coi. Biết một đơn vị isoprene nha, một cái isoprene là C5H8. Vậy thì giờ mono tạc đen mình có 10 carbon. Vậy thì mình có bao nhiêu đơn vị isoprene? Mono tẹt ben thì mình sẽ có hai đơn vị isoprene đó các anh chị, hai đơn vị isoprene. Một cái là C5 rồi, một cái isoprene là C5 nó tám.
Đây mình có C10 mà thì mình sẽ có hai cái đơn vị isogen. Vậy thì C15 thì mình sẽ có ba đơn vị isogen ha. Ba đơn vị isogen. Đúng rồi ha. Mono thì có hai đơn vị isogen, còn sẽ quy tạc ben thì mình có ba đơn vị isogen. Rồi, vậy thì anh chị nắm phần này nha. Xíu nữa mình sẽ gặp lại. Rồi bây giờ câu số 4. Công thức cấu tạo của các nhóm tinh dầu. À, ý là người ta đang hỏi đến công thức hóa học á. Đây là cấu trúc của một cái mono tẹt ben mạch hở. À, anh chị thấy nó hở này, nó không có đóng vòng lại. Còn đây là mono tẹt ben một vòng. Đây có đóng thành vòng sáu cạnh ha. Thì mình gọi là một vòng. Rồi, mono tẹt ben mạch hở thì công thức cấu tạo, công thức hóa học của nó là gì? Ở đây ha, đầu tiên là mình sẽ chọn cái dây carbon dài nhất. Thì đối với lại cái cấu trúc này, mình sẽ thấy là mình đánh số thứ tự là 1, 2. Ủa đánh lộn rồi. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dây dài nhất là có chứa 8 carbon ha, 8 carbon. Và ở đây mình có hai cái nhóm thế là hai nhóm metin CH3 ở vị trí này. Dây dây cái dây ngắn của mình là có 8 carbon ha. 8 carbon thì mình đọc là octan. Octan ha, octan là dây 8 carbon. Rồi hai nhóm metin thì mình gọi nó là dimetin ha. Dây của mình có hai nhóm metin thì mình gọi nó là dimetin. Rồi. Dimetin, hai cái nhóm metin này nó nằm ở vị trí nè, một cái là ở số 2 nè, vị trí số 2 đây ha. Một cái là vị trí số 6. Vậy thì mono tẹt ben mạch hở nó sẽ có cấu trúc là 2,6 dimetin octan. Được không các anh chị, chỗ này nắm được không? Đi 1 2,6 dimetin octan ha. À, 2,6 dimetin octan là công thức hóa học của cái mono tẹt ben mạch hở. Vậy đến cái mono tẹt ben một vòng thì sao? À, mono tẹt ben một vòng tương tự vậy ha. Mình thấy nó đóng vòng rồi, nó tạo một cái vòng sáu cạnh. Rồi nó gắn hai cái nhóm thế ở đây, một cái nhóm là nhóm metin, rồi một cái nhóm là nguyên cái cụm này. Rồi, thì mình đánh vị trí trước ha. Vòng sáu cạnh, vòng sáu cạnh thì mình gọi là vòng cyclohexan ha, cyclohexan. Sẽ khó khăn quá vậy nè. Vòng sáu cạnh thì mình gọi là vòng cyclohexan. Rồi, ở đây mình có một cái nhóm thế ở vị trí 1, 2, 3, 4,
Rồi, mình có một cái nhóm metin ở vị trí thứ nhất ha, nhóm thế metin vị trí thứ nhất. Rồi, cái nhóm ở vị trí thứ tư này là một cái vòng gồm có 3 carbon theo hình chữ Y, mình gọi là isoglobin. À, nên là cái mono tẹt một vòng mình sẽ có tên là một metin. À, metin gắn ở vị trí đầu tiên. 4 isoglobin. Cyclohexane. Được ha. Một metin 4 isoprobin cyclohexane là cái công thức cấu tạo của monotetraben một vòng. Rồi, bây giờ mình qua con số 5. Hồi nãy mình có nói là cái monotetraben nó sẽ phân thành bốn cái nhóm nhỏ, là monotetraben mặt hở không oxy, monotetraben mặt hở có oxy, monotetraben một vòng, monotetraben hai vòng. Thì bây giờ mình sẽ học một số cái các cái tinh dầu ha, thuộc cái những cái nhóm nhỏ này. Rồi, mình sẽ quy ước là các cái tinh dầu này nó đều thuộc nhóm monotetraben. Nó đều thuộc nhóm monotetraben hết. Rồi, bây giờ các anh chị mình hãy thử nhìn vào trong cái phần tài liệu của mình ha. Rồi mình xem thử coi là các cái tinh dầu này nó sẽ thuộc cái nhóm nhỏ nào ha. Nhóm hở mạch hở không có oxy hay nhóm mạch hở có oxy hay nhóm monotetraben một vòng, một monotetraben hai vòng. Nè. Mình thử làm cái bài này thử coi ha. Công số mình đánh số nè, 1 2 3 4 5 6. Rồi, các anh chị chỉ cần ghi là một hở không oxy, hai có oxy gì đó là được. Thử ha. Thử làm coi. Để cho mình nắm bài tí nữa mình vào từng chất cho nó dễ. À.
Vậy bây giờ mình sửa bài cho anh chị ha. Mình thấy anh chị làm bài đúng quá trời. Đâu rồi? Rồi, đầu tiên là mi-sen. Mi-sen là thuộc nhóm mạch thở không có oxy. Mi-sen đầu tiên là sẽ thuộc nhóm mạch thở không có oxy. Thì cái đối với cái nhóm mạch thở không có oxy thì mình chỉ học cái mi-sen này thôi. Rồi, thứ hai là geranium và citronellon. Thì các anh chị nhớ giúp mình cái đuôi OL này, đuôi OL. Đuôi OL là nó chứng tỏ là trong cấu trúc của nó sẽ có nhóm OH á. Nên đây sẽ là cấu trúc mạch thở có oxy. Thì cụ thể là có nhóm OH ha, nhóm ancol. Rồi tiếp theo mình có neran ha, có đuôi anl. Anl này là nó nói là đuôi aldehyde đó các anh chị, đuôi CO á, nhóm CHO á, nên là đây sẽ là thuộc nhóm mạch thở có oxy. Mình nói chính xác hơn là có nhóm CHO. Rồi, limonen, tẹt binen 4 on thì thuộc nhóm mono tẹt ben 1 và methone ascaridone 1,8 xineol cũng thuộc nhóm mono tẹt ben 1 vòng. Binen, beta binen và camphor thì sẽ thuộc nhóm 2 vòng. Rồi, bây giờ mình sẽ vào từng nhóm một ha, từng cái tinh dầu một. Và mình sẽ chỉ cho các anh chị cách mình phân biệt các cái tinh dầu này để mình đi thi mình đánh trắc nghiệm cho nó đúng. Có oxy. Rồi, đầu tiên ha. Mình nhìn vào cái cấu trúc, mình sẽ xem thử coi là nó hở hay là nó đã đóng vòng rồi. Rồi nếu mà nó hở thì nó có oxy hay là nó không có oxy. Mình đến câu số 6 ha. Cho biết tên của chất sau ha. Chất này thì mình thấy nó là một cái cấu trúc mạch hở này, mạch hở. Cấu trúc mạch hở. Và trong cấu trúc này thì không có oxy ha, không có oxy. Cấu trúc mạch hở mà không có oxy mình chỉ học một chất duy nhất đó chính là mi-sen. Rồi. Chất đầu tiên mạch hở không có chứa oxy là mi-sen. Đây là một cái mono tẹt ben rất là phổ biến trong tự nhiên ha. Và nó thường tồn tại ở nó có hai dạng của nó là alpha và beta, và dạng beta là cái dạng phổ biến hơn. Rồi dạng beta là dạng gì tí nữa mình sẽ chỉ cho các anh chị ha. Thế nào là dạng beta và thế nào là dạng alpha. Tiếp theo mình qua câu số 7, cho biết tên của hai chất sau. Cho biết tên của hai chất sau. Rồi, bây giờ mình thấy là cấu trúc nè là mạch thở mà có oxy rồi, có nhóm OH nha. Có nhóm OH là mình biết là đuôi của nó sẽ là đuôi OL. Đuôi OL. Vậy thì nó là chất gì? Rồi mình đến cái slide này trước ha. Mạch thở có nhóm OH là mono tẹt ben mạch thở có oxy thuộc nhóm ancol. Đuôi của cái tên của mình nó sẽ có đuôi OL. Vậy thì làm sao để phân biệt cái geranium và cái citronellon? Vậy các anh chị nhìn vào cái cấu trúc ha. Mình thấy trên vai của cái chất của mình. Nếu nó có nối đôi. Nếu nó có nối đôi, nó sẽ là geranium. Nếu mà nó không có nối đôi á thì nó là citronellon. Các anh chị có nối đôi là geranium.
còn không có nối đôi sẽ là citronella. Theo như cái công thức đó, vậy giờ mình nhìn lại hai cái thằng công thức này thì thằng số 1 và thằng số 2. Nên chị thấy là thằng số 1 nó có cái nối đôi ở trên vai nên nó sẽ là geranium, geranium. Thằng số 2 nó không có nối đôi thì nó là citronellum. Các anh chị nhớ ha, nhớ cái chỗ này, tí nữa mình sẽ gặp cái geranium và citronellum. Thay vì ngắn nhóm OH thì nó sẽ ngắn nhóm CHO. Rồi. Nhớ ha, nhớ ha. Có nối đôi trên vai ha, có nhóm OH ha, thì sẽ có đuôi là OL, có gắn nối đôi trên vai là geranium, không có gắn nối đôi trên vai là citronellum. Thì geranium nó là một cái tinh dầu mà nó có mùi khá là dễ chịu ha. Nó có mặt trong hơn 200 loại tinh dầu các anh chị, hơn 200 loại. Trong đó chủ yếu là ở hoa hồng nè, ở sả nè, ở tinh dầu cam. Tại vì tinh dầu mình là hỗn hợp nhiều nhiều chất mà, nên nó sẽ cái geranium này nó sẽ có mặt trong hơn 200 loại tinh dầu ha, trong đó có hoa hồng, sả và cam. Thì trong môi trường axit á thì geranium và nó sẽ chuyển thành linalool ha. Hai cái chất này nó sẽ chuyển hóa qua lại lẫn nhau trong môi trường axit. Và cả hai cái chất này nó đều là sản phẩm có giá trị rất là cao trong cái ngành công nghiệp hương liệu. Còn citronellum á là cái tinh dầu, cái hợp chất mà có nhiều trong tinh dầu hoa hồng và tinh dầu sả. Tinh dầu hoa hồng và tinh dầu sả. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục phân biệt đồng phân. Câu số 8. Phân biệt đồng phân alpha, beta và neron geranium. Rồi, hồi nãy mình nói là nếu mà có cái nối đôi trên vai thì nó sẽ là geranium. Nhưng mà nó còn có một cái đồng phân nữa, đó chính là neron. Vậy thì làm sao để mình phân biệt ha neron với lại geranium? Mình phân biệt neron với geranium trước ha, thì nó sẽ có cái sự khác biệt là nó dựa vào cái vị trí của nhóm thế ở hai bên nối đôi. Anh chị nào mình nhớ là vị trí của nhóm thế ở hai bên nối đôi của mình là cái chỗ này nè. Dựa vào cái vị trí của nhóm thế là cái nhóm CH2OH này ha, với lại cái vị trí của nhóm thế này thì mình sẽ xác định coi nó là neron hay là geranium. Vậy, các anh chị nhìn ha, mình xoay nghiêng cái hình này thử, xoay nghiêng cái hình này lại ha, mình thấy hai cái nhóm thế lớn nè, là cái nối đôi của mình nó nằm ở đây. Cái nhóm thế của mình đầu tiên là nhóm này, cái nhóm thế lớn thứ hai là cái nhóm này ha, hai cái nhóm này nó đều quay xuống dưới hết rồi. Hai cái nhóm này đều quay xuống dưới, cùng hướng xuống thì nó sẽ là đồng phân dạng xít. Rồi. Ở bên cái hợp chất này ha, cỡ cái nối đôi này, mình thấy là cái nhóm thế của mình một cái hướng lên. Chị thấy nó quay lên trên không? Một cái là nó quay xuống dưới nè. Cái nhóm thế là quay xuống dưới. Một cái hướng lên, một cái hướng xuống thì nó sẽ là đồng phân dạng trăng. Dạng xít á, thì người đồng phân dạng xít người ta sẽ gọi là neron, còn đồng phân dạng trăng người ta gọi nó là geranium. Được hả các anh chị? Cùng hướng xuống thì người ta gọi là đồng phân dạng xít hay còn gọi là neron, còn một cái hướng xuống, một cái hướng lên người ta gọi là đồng phân dạng trăng hay còn gọi là geranium. Tiếp theo là mình sẽ phân biệt thế nào là đồng phân dạng alpha và đồng phân dạng beta. Rồi. Nếu mà cái nối đôi thứ hai mình gọi đây là cái nối đôi thứ nhất đi.
Rồi, cái nodal thứ hai là vị trí này. Cái nodal này nếu mà nó nằm ở bên cái cạnh đó, nó nằm ở dưới sát như vậy nè, thì gọi là đồng phân dạng thì gọi là đồng phân dạng alpha. Còn nếu mà cái nodal nó nằm ở cái cổ á, đây nè, cái cổ à, thì giống cái bàn chân mà nó giống cái cổ chân á, thì cái này nó ở cái cổ, thì nó gọi là đồng phân dạng beta. Thì cái gì vậy? Thì trong tự nhiên mình sẽ gặp đồng phân dạng beta nhiều hơn là dạng alpha các anh chị, dạng beta nhiều hơn là dạng alpha. Rồi, mình quay lại cái hình số 6 này ha. Thì các anh chị thấy cái mi-sen này nó là đồng phân dạng gì nè? Cái nối đôi của nó nằm ngay cái cổ nè. Thì mi-sen này ha, cái hình này chính xác là đồng phân dạng beta. Tại vì nối đôi nằm ngay cái cổ, nó là beta, nó nằm dưới cái này, là dưới chân dưới này, mình gọi nó là alpha. Được không các anh chị? Trở lại với bốn cái cấu trúc của mình. Thì neuron đó, nó cũng sẽ có neuron alpha ha và neuron beta. Neuron alpha và neuron beta. Geranion cũng phải sẽ có là geranion dạng alpha và geranion dạng beta. Các anh chị nhớ ha. Neuron dạng alpha, neuron dạng beta, geranion dạng alpha, geranion dạng beta. Rồi nếu mà người ta cho mình một cái chất ha, người ta hỏi mình là ở đây là đồng, đây là chất gì ha, đồng phân dạng alpha beta, thì các anh chị mình cũng nắm được, mình trả lời được ha. Rồi, giờ nhớ nhớ cái này ha, giờ mình qua tiếp nè. Mình qua tiếp câu số 9. Cho tên của ba chất sau. Cho tên của ba chất sau. À, giờ mình dự đoán nữa nha. Mình thấy không còn nhóm OH nữa mà mình đang thấy nhóm CHO. À, CHO, vậy thì mình sẽ dự đoán được là cái tên của mình nó sẽ kết thúc bằng chữ AL. Đúng không? AL. Rồi. À, monotecben mạch hở có nhóm có oxy ha. Oxy cụ thể ở đây là có nhóm aldehyde CHO nè, thì mình sẽ biết là nó có đuôi là AL. AL rồi mình tiếp tục ha, mình nhìn thấy nối đôi nó nằm ở trên vai. À, nối đôi nằm ở trên vai. Mà cái này nó không có nối đôi. Này nó không có nối đôi trên vai. Thì cái chất mà nó không có nối đôi trên vai thì nó sẽ là citro. Citro. Citro gì hả? Không còn citronellon nữa không? Hay là nó là cái gì? Nó là citronellan. À, đuôi AL. Citronellan. Rồi. Hai chất mà nó có nối đôi trên vai này thì một cái nó sẽ là neran, một cái nó sẽ là geranian. Vậy thì cái nào là neran mà cái nào là geranian? Dạng xít ha, dạng xít bằng với lại neran. Còn dạng trắng sẽ là geranian. Rồi. Thì dạng xít là dạng mà có hai cái nhóm thế lớn nó đều hướng xuống, đều hướng xuống thì mình gọi nó là đồng phân dạng xít, hay đây là neran. Rồi, một nhóm hướng xuống, một nhóm hướng xuống, một nhóm hướng lên thì đây là dạng trăng, nên chất này sẽ là geranium. Các anh chị nhớ với mình đuôi AL nha. Dễ không?
Nè. Monoterpen mạch hở có oxy nhóm anhydride. Có cái nối đôi trên vai. Không có nối đôi trên vai thì là citronellan. Nối đôi trên vai. Có nối đôi trên vai mà hai cái nó đều hướng xuống á, thì nó sẽ là neran. Một cái hướng xuống, một cái hướng lên thì nó sẽ là ceranian. Neran nó còn có tên gọi khác là si chan B, còn ceranian thì mình gọi nó là si chan A. Hai cái si chan này là cái đầu phân nó nằm trong cây sả, anh chị, sả chanh á, sả chanh. Si chan A và B thì nó có trong hơn 150 loại tinh dầu khác nhau, và nó có nhiều nhất là ở trong cây sả chanh hoặc là cây cái lá chanh á. Còn citronellan thì nó sẽ có trong 50 loại tinh dầu ha, nhưng mà trong đó nhiều nhất là tinh dầu sả Java và tinh dầu bạch đàn chanh. Một cái là Java, một cái là sả chanh. Vậy thì đến câu số 10, thành phần chính trong tinh dầu sả chanh và sả Java. Thì sả chanh thì mình có chứa citran. Còn sả Java thì mình có chứa citronellan. Đưa L. Rồi, nãy giờ là mình đã qua ba cái nhóm cấu trúc là mạch thở không oxy, mạch thở có oxy ha, có oxy dạng ancol, có oxy dạng anhydride rồi. Bây giờ mình đến cái nhóm lớn thứ ba là nhóm mà monoterpen một vòng, monoterpen một vòng. Đây là một cái tinh dầu có hàm lượng, một cái chất mà có hàm lượng lớn trong tinh dầu cam, chanh, bạc hà cây và có mùi thơm mát. Rồi. Ở đây thì có cấu trúc monoterpen một vòng không có oxy, không có chứa oxy. Thì đây là cấu trúc của limonen các anh chị, limonen. Cái chất này nó thường hay trong những cái cây mà họ cam á, họ cam Aurum taxe, Chi-si-chút á, nó tạo cái mùi thơm mát ha. Tục mình qua câu số 11. Tên chất này ancol bậc mấy? Với mình đánh số trước đi ha. Mình nhìn cái cấu trúc này ha, mình thấy đây là cấu trúc của một cái monoterpen một vòng. Có nhóm OH ha, nhóm OH ở vị trí số 4. Nên đây sẽ có tên là terpinen 4 ông. Cái 4 ông này là nó nói về cái OH ở vị trí số 4 á. Vậy thì đây là cái ancol mấy? OH ở vị trí số 4 này là ancol được mấy? Mà mình thấy OH ở vị trí số 4 này nó nối với một cái carbon bậc 3. Carbon nó nối với ba carbon còn lại này. Đây là một cái carbon bậc 3. Thì chất này nó có gì đặc biệt mà mình học? Thì thật ra là trong tự nhiên á, thường các cái OH mà gắn với carbon bậc 3 nó rất là kém bền và nó rất ít tồn tại trong tự nhiên. Nhưng mà cái terpinen 4 on này là một cái đặc biệt ha.
nó tồn tại ở dạng ancol bậc 3 trong tự nhiên luôn. Và cái tẹt bin N4on này nó được dùng làm thuốc lông đờm, thuốc lông đờm. Các anh chị biết cái tẹt bin codein không? Cái tẹt bin đó là cái tẹt bin N4on này nè. Làm thuốc trị lông đờm, nhớ là các anh chị hả? Một số cái monotetben một vòng khác mình có thể gặp như là carbon nè, tetbinen, nhưng mà chủ yếu là mình học hai cái là limonen và cái tetbinen 4O này thôi, cái này nó đặc biệt. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến ba cái cấu trúc một vòng khác ha, nhưng mà đặc biệt. Tên của các chất sau. Rồi, mình đến với chất đầu tiên trước ha. Rồi, chất đầu tiên có OH ở vị trí số 3. Nhóm OH ở vị trí C3 thì đây là menthol. Menthol nữa các anh chị, OH ở vị trí số 3 thì mình có menthol. Chất số 2 mình thấy nó có một cái cặp mắt kiến ha, cái cặp mắt kiến ở đây. Đây là một cái dây nối peroxit ha, nhóm peroxit bắc cầu. Có hình cái cặp mắt kiến. Thì cái liên kết peroxit này nó rất là kém bền ha, nó rất là kém bền. Nó kém bền với nhiệt và axit luôn, nên là cái chất này khi mà mình chiết á, mình phải lưu ý đến nhiệt độ và axit ha. Có cái dây nối peroxit mình phải lưu ý đến nhiệt độ và axit. Thì cái chất mà có cặp mắt kiến và cái dây nối peroxit này, đây là ascaridone. Ascaridone các em nhỉ. Đây là cái chất có trong cái cây dầu giun ha, thành phần chính trong cây dầu giun, hay còn gọi là cây kinh giới đất á, nó được sử dụng làm thuốc trị giun sán cho vật nuôi và cả con người luôn. Mà cái tinh dầu này thì nó có mùi rất là hăng ha, nó mùi hăng, không màu, có mùi hăng và kém bền với nhiệt và axit. Tiếp theo là cái cấu trúc mà nó có cái liên kết oxit nè, ở vị trí số 1 và vị trí số 8. 18. Rồi. Đây là 1,8 xileol ha, 1,8 xileol. À, có liên kết oxit ở vị trí số 1 và số 8. Hồi lại ha. Có OH ở vị trí số 3 thì là menthol ha. Có cặp mắt kiến thì là ascaridone. Còn có liên kết ở vị trí 18 là cây peroxit ở vị trí 18 thì nó sẽ là 1,8 xineol. Thì menthol là cái thành phần chính có trong tinh dầu bạc hà. Tinh dầu bạc hà. Ascaridone thì có trong cây dầu giun. Còn cái 1,8 xineol á, thì nó chủ yếu có trong tinh dầu bạch đàn và tinh dầu tràm. Tinh dầu bạch đàn và tinh dầu tràm. À.
Rồi, các anh chị nhớ cái cấu trúc này thôi. Bây giờ mình qua câu số 13 này, nó sẽ không dễ giống vậy nữa mà nó dễ kiểu khác. À không, nhầm. Nên đi thi á, thì nó có thể là nó sẽ vẽ đứng như thế này cho các anh chị ha, hoặc là nó sẽ vẽ xéo như thế này ha. Nên là các anh chị mình cũng ráng mình nhìn cho ra cái cấu trúc ha. Vị trí số 1, vị trí số 8 này. Đây là cái cặp mắt kiến này, ở đây là vị trí OH ở vị trí số 3. Đây. Tiếp tục mình đến với monotạch bên hai vòng. Monotạch bên hai vòng. Monotạch bên hai vòng thì mình sẽ học ba cái chất chính là alpha binene, beta binene và camphor. Rồi, đối với hợp chất hai vòng mà có nối đôi ở trong vòng, ha, thì nó sẽ là alpha binene. Rồi, nếu mà nối đôi nó nằm ở trên, ở phía trên á, ở góc trên như thế này thì nó là beta binene. Còn nếu mà nó không có nối đôi mà nó có cái nhóm oxo, đây là nhóm oxo là nhóm này, thì nó sẽ là camphor, chất camphor. Thì cái alpha binene và beta binene này là hai cái hợp chất hết sức là quan trọng ha. Nó sẽ là hai cái chất cơ sở để mình dùng để làm nguyên liệu mình tổng hợp nhiều cái hoạt chất khác ha. Nó có tìm được tìm thấy ở trong cái tinh dầu thông, các anh chị, tinh dầu thông alpha binene và beta binene. Camphor thì là một cái chất kết tinh không màu có trong tinh dầu long não ha. Mình được dùng để làm cái nguyên liệu tổng hợp cái hợp chất điều trị suy tim. Còn cái bọt neon này á, thì dùng để làm thuốc chống côn trùng, cũng được tìm thấy trong cây long não luôn. Rồi, giờ mình nhớ cấu trúc này, mình quay lại với lại câu số 13 ha. Tên của các chất sau. Có, mình thấy nó đều là cấu trúc có hai vòng. Nếu có nối đôi trong vòng thì nó là alpha binene. Nếu mà có nối đôi ở góc trên thì nó là beta binene. Còn nếu có nhóm oxo này, nhóm oxo ha, thì nó sẽ là camphor. Rồi, tiếp ha các anh chị. Mình qua tới sẹt quy tập bên. Sẹt quy tập bên thì nó sẽ có cấu tạo giống như là mono tập bên, nhưng mà nó sẽ gắn thêm 5 cái carbon ha, gắn thêm 5 cái carbon. Thì ở đây mình sẽ học cái sẹt quy tạch ben không chứa oxy trước ha. Sẹt quy tạch ben không chứa oxy mình học hai cái là zingiberen và curcumin, phân biệt dựa vào cách nào. Thì zingiberen mình thấy nó chỉ có hai cái nối đôi trong vòng thôi, một hai ha. Curcumin ha, alpha curcumin thì sẽ có ba cái nối đôi. Quay lại với lại zingiberen thì là cái chất mà có thành phần chính trong cái là cái thành phần chính trong tinh dầu gừng ha. Nó tạo cái mùi đặc trưng của củ gừng và nó có tác dụng là trợ tiêu hóa, trị buồn nôn, ăn không tiêu.
Còn alpha curcumin ha là có cái cấu tạo vòng thơm là thường gặp ở trong cái tinh dầu nghệ. Sen này thì hay có trong cái hoa nhài và bạch đàn ha. Nhưng mà ở đây chủ yếu mình sẽ học hai cái này là sili beren và curcumin. Rồi, quay lại cấu trúc này ha. Thì cấu trúc mà có hai cái nối đôi bên trong vòng này thì nó sẽ là zingiberen, còn có ba cái nối đôi thì nó sẽ là alpha curcumin ha. Curcumin. Rồi, tiếp tục đến câu số 15, hợp chất sâu thuộc nhóm gì ha? Ở đây mình thấy nó có cấu tạo gồm có một cái vòng ha, một cái vòng lớn. Vòng này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vòng 7 cạnh gắn với một cái vòng 5 cạnh ha. Vòng 7 cạnh gắn với vòng 5 cạnh. Thì đây là cái nhóm azulen ha các anh chị, nhóm azulen. Anh chị nhớ à, azulen vòng 7 cạnh gắn với vòng 5 cạnh. Rồi, đây là một cái hợp chất khá là đặc biệt ha. Các cái tinh dầu mà thuộc nhóm azulen như thế này nè thì nó sẽ có màu xanh mực. Màu xanh mực ha. Nhớ là cấu trúc một vòng 7 cạnh với vòng 5 cạnh là cấu trúc azulen, và các cái hợp chất azulen thì sẽ có màu xanh mực. Rồi câu số 16. Chất nào không được coi là tinh dầu chính danh? Đây cũng là một cái dẫn chất sẽ quy tạc bên đó các anh chị, sẽ quy tạc bên. Nhưng mà đây là cái sẽ quy tạc bên lắc ông ha. Cái vòng lắc ông này thì nó có cái nhóm este nữa, không thử nha, cái este mà nó đóng thành vòng vòng lắc ông có nhóm este nội phân tử, thì đây sẽ là các cái dẫn chất thuộc nhóm sẽ quy tạc bên lắc ông. Rồi, vì sao mà sẽ quy tạc bên lắc ông lại không được coi là tinh dầu chính danh? Các anh chị thấy là este nội phân tử, este nội phân tử nó không được coi là tinh dầu chính danh là bởi vì nó không bay hơi ở nhiệt độ thường và nó cũng không có kéo được bằng hơi nước luôn các anh chị. Nên là các cái chất mà thuộc cái nhóm sẽ quy tạc bên lắc ông sẽ không được coi là tinh dầu chính danh. Ở đây thì mình học đại diện là actinidin ha, có trong cây thanh heo hoa vàng, dùng làm thuốc điều trị sốt rét. Mình qua câu số 17. Đây là nhóm thứ ba, nhóm dẫn xuất có vòng thơm. Dẫn xuất có vòng thơm. Rồi, mình sẽ phân biệt ba cái cấu trúc này ha. Đầu tiên mình thấy có nối đôi ha, một cái hướng lên, một cái hướng xuống ha. Thì đây sẽ là cái cấu dạng tren ha, nên đây là chất tren anethon có trong cây, có trong hoa hồi ha. Hoa hồi là cái mình dùng để nấu phở hoặc là nó nằm trong mấy cái gói ngũ vị hương các anh chị. Thì trong hoa hồi nó có chứa cái dẫn chất, cái thành phần chính của nó là tren anethon. Rồi, tiếp theo vòng thơm mà gắn nhóm aldehyde ha, nhóm CHO. Thì đây sẽ là cấu trúc của aldehyde cinnamic có trong cây quế. Tinh dầu này thì nó có cái vị ngọt ha, có vị ngọt. Có màu nâu và có vị ngọt.
Tiếp theo là có vòng thơm và có cái OH gắn trên vòng thơm ha. Đây này. Là cái vị trí này mình gọi là OH phenol á. OH phenol. Rồi. Có vòng thơm và có nhóm OH phenol thì mình sẽ nhớ đến eugenol ha. Eugenol có trong cây đinh hương. Nụ của cây, nụ hoa của cây đinh hương ha. Nụ hoa đinh hương là cái này nè. Nó nhìn nó giống cái đinh vậy anh chị. Rồi. Các cái chất mà có cái nhóm OH phenol này thường nó sẽ có tính sát khuẩn nha. Và cái eugenol này nó có tác dụng là diệt tủy răng và sát khuẩn ha. Nên nó dùng trong da da khoa rất là nhiều ha. Mình đến phòng da mình ngửi thấy mùi eugenol nồng nặc luôn. Rồi, quay lại với lại câu 17, tên của các chất sau. Rồi, chất đầu tiên, chất thứ hai và chất thứ ba. Rồi, chất đầu tiên ha, một nhóm hướng lên một nhóm hướng xuống, cấu dạng trên thì đây sẽ là trên aniton. Rồi, chất thứ hai có nhóm aldehyde CHO nên đây sẽ là aldehyde cinnamic. Chất thứ ba có OH phenol nên đây sẽ là eugenol. Có trong cây đinh hương ha. Cái thứ hai có trong cây quế, cái đầu tiên thì ở trong đại hồi, hoa hồi. Mình đến nhóm cuối cùng là các nhóm mà có dẫn chất nitơ hoặc là lưu huỳnh. Ở đây mình có alisin, alisin. Alisin là một cái chất lỏng có màu vàng tươi ha, và có mùi hăng tự nhiên do cái nhóm sunfu này nữa các anh chị. Và cái alisin này là một chất có trong cây tỏi. Có trong tinh dầu tỏi. Và cái tỏi tươi thì nó sẽ chứa nhiều tinh dầu hơn so với tỏi lên men. Nhưng mà tỏi lên men hay gọi là tỏi đen á thì nó đã được chuyển hóa và nó có chứa nhiều cái chất có tác dụng khác như là ngăn ngừa tế bào ung thư ha. Và cái mùi của tỏi á, là mùi của cái thằng alisin này nè, có cấu trúc sunfua, có hai cái nhóm sunfua. Ngoài ra thì mình sẽ học thêm một cái dẫn chất mà có chứa nitơ nữa, đó chính là methyl antranilat hay còn gọi tắt là MA. Methyl antranilat này nó có chứa nitơ và nó được tìm thấy ở trong cái mùi nho hoặc là mùi khế chua các anh chị, nên là cái chất này nó thường tổng hợp để nó cho vào bánh kẹo, nước ngọt, xin gum, thuốc lá gì đó để tạo ra cái mùi của trái cây, cái mùi trái cây. Methyl antranilat nó còn có một cái cấu tạo đặc biệt nữa là nó có cái nhóm este, nhóm este. Rồi, tiếp bây giờ mình qua tính chất lý hóa nè, nhanh 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 nhanh. Dựa vào cái bảng tính chất lý hóa này mình sẽ trả lời được 4 câu hỏi ha, từ câu 19 đến câu 22. Rồi, tinh dầu nào tồn tại ở dạng rắn trong điều kiện thường? Thì đa số các tinh dầu nó đều nằm ở thể lỏng ha, ngoại trừ một số các dạng như là menthol, bọt neon, camphor, vanillin thì nó sẽ tồn tại ở dạng rắn. Menthol, bọt neon, camphor và vanillin trong slide có anh chị. Tinh dầu nào có màu xanh mực, có màu nâu sẫm thì thường tinh dầu nó sẽ không có màu hoặc là có màu vàng nhạt. Nếu mà nó có màu vàng nó sậm màu đi á, nó màu vàng đậm quá thì thường nó đã bị oxy hóa mất rồi. Nhưng mà đặc biệt có một vài cái tinh dầu nó sẽ có màu đặc trưng ha, ví dụ như là các cái hợp chất của acetylene hồi nãy mình học á thì nó sẽ có màu xanh mực.
hoặc là tinh dầu quế là tinh dầu hương nhu thì nó sẽ có màu nâu sậm. Tinh dầu nào có mùi hắc thì thường á, đa số là tinh dầu nó sẽ có mùi thơm, nhưng mà tinh dầu mà có mùi hắc thì nãy mình học mình có nhớ cái escaridone ha, cái cặp mắt kiến á. Tinh dầu giun ha, trong cây giun nó sẽ có mùi hắc. Tinh dầu giun câu số 22, tinh dầu nào có vị ngọt? Thì tinh dầu quế và hồi ha, quế và hồi. Sẽ có vị ngọt hai cái tinh dầu này. Rồi, tiếp theo là đến tính chất lý hóa ha, tỷ trọng độ tan độ sôi phản ứng. Rồi, các anh chị coi thêm trong slide. Rồi, đến câu số 23, tinh dầu nào nặng hơn nước? Thì đa số là các tinh dầu nó đều nhẹ hơn nước ha, nhẹ hơn nước. Nó nổi lên mặt nước mình mới chiết xuất bằng cái phương pháp mà thức kéo theo hơi nước các anh chị. Còn một vài tinh dầu nó sẽ nhẹ, nó sẽ nặng hơn nước ha, đó là quế, tinh hương và hương nhu. Mình coi nước là một có tỷ trọng bằng một, thì các cái tinh dầu này có tỷ trọng lớn hơn một là nó sẽ nặng hơn nước. Tiếp theo nhựa là gì? Nhựa là sản phẩm của tinh dầu mà bị oxy hóa và trùng hợp hóa tạo thành ha. Sản phẩm của tinh dầu bị oxy hóa và trùng hợp hóa tạo thành. Đây là các anh chị. Tinh dầu mà oxy hóa và trùng hợp hóa sẽ tạo ra nhựa. Vì thế nên mình đốt nhựa lên mình sẽ ngửi thấy mùi thơm ha, mình sẽ ngửi thấy mùi thơm. Như là tinh dầu vậy á. Nhựa mà bỏ vào nước thì nó cũng không có tan ha, mà nó cũng không có bị trương nở. Tiếp theo thì hàm lượng tinh dầu trong cây thì thường là thấp ha, thường nó là thấp từ khoảng 0,1 đến 2% thôi. Có một vài cây đặc biệt thì nó sẽ có hàm lượng tinh dầu lớn như là đại hồi hoặc là đinh hương. Cũng bởi vì hàm lượng tinh dầu trong cây khá là thấp ha, nên để chiết được một cái lọ tinh dầu thì người ta phải dùng rất là nhiều nguyên liệu ha, nên nó tinh dầu rất là mất tiền. Rồi, thành phần trong tinh dầu trong một cây á thì nó có thể giống nhau ở một số bộ phận ha, nhưng mà lại ở một số cây thì các cái bộ phận khác nhau sẽ có các thành phần khác nhau ha. Ví dụ như trong cây quế ha, cây quế Trung Quốc á, quế cassia thì trong vỏ thân và lá của nó đều chứa andelicinamide, nhưng mà đối với lại cái cây quế selanicum á thì trong vỏ thân nó chứa andehexcinamide nhưng mà trong lá của nó lại chứa eugenol. Nó có thể là nó sẽ khác biệt. Tinh dầu thì nó có phân bố nhiều ở trong các cái họ như là họ gừng ha, họ gừng Zingiberaceae, họ cam Rutaceae ha, họ hoa môi ha, như là trong cây cây tầng dày lá, thâu tầng dày lá nè, là cây tía tô, cây hương nhu ha, họ hoa môi Lamiaceae, hoặc là trong họ hồ tiêu ha, Piperaceae, và họ sim như là trong cây bạch đàn hoặc là cây cây tràm ha, hoặc là trong họ hoa tán cũng có nha các anh chị. Rồi, ngoại trừ họ trong thực vật thì nó còn phân bố ở trong động vật ha, như là ở trong con cà cuống nè, con bọ xít hoặc là con hươu xạ. Tinh dầu nó có thể chứa ở nhiều bộ phận trong cây ha, ví dụ như trong trong hoa như là trong hoa hồng, hoa nhài ha, trong nụ hoa như là trong nụ của đinh hương ha, đây là nụ của hoa đinh hương, trong lá như là lá tràm, lá bạch đàn, hoặc là trong quả như là sa nhân ha, sa nhân với thảo quả thì tinh dầu nó chứa ở trong quả. Ngoài ra thì nó có thể chứa trong vỏ thân ha, vỏ cây như là cây quế, vỏ quế, vỏ cành như là trong quế chi ha, hoặc trong thân rễ như là cây gừng nè, trong phần vỏ quả ngoài như là vỏ quả cam, trong thân cây như là trong cây thân cây long não,
hoặc là trong nhựa ha, trong nhựa như là trong nhựa thông vậy đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ có cái bảng là vị trí tinh dầu được tạo thành và dự trữ. Rồi, tinh dầu nó có thể nằm ở trong các cái nội tiết, lông tiết, túi tiết và ống tiết ha. Nếu mà nó nằm ở biểu bì á, nó nằm ở ngoài thì mình sẽ dễ chiết xuất hơn là nó nằm ở sâu trong mô. Tại vì nằm ở sâu trong mô thì mình phải cắt cái dược liệu đó ra ha, thành từng cái mảnh nhỏ 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 thì mình mới có thể chiết lấy được tinh dầu, và cái cách chiết nó cũng sẽ lâu hơn, nó tốn nhiều thời gian hơn. Dựa vào cái bảng này mình sẽ điền câu số 25 và 26 các anh chị. Dược liệu nào dự trữ tinh dầu trong tế bào tiết ở biểu bì cánh hoa? Tế bào tiết ở biểu bì ha, biểu bì tế bào tiết ở biểu bì cánh hoa thì đó là hoa hồng. Rồi, tiếp theo là dược liệu nào dự trữ tinh dầu trong lông tiết ha, lông tiết. Ở đây mình có lông tiết là ở họ hoa môi ha, họ Lamiaceae. Thì mình có bạc hà và hương nhung ha. Bạc hà và hương nhung dự trữ trong lông tiết. Và khi các anh chị sờ lên cái mặt lá, các anh chị ngửi á, là đã ngửi thấy cái mùi thơm của tinh dầu rồi. Câu 26. Họ Myrtaceae dự trữ tinh dầu ở bộ phận nào? Và tiểu hồi dự trữ tinh dầu ở bộ phận nào? Họ Myrtaceae, họ sim ha, dự trữ tinh dầu ở trong túi tiết. Tiểu hồi là một cây thuộc họ hoa tán Apiaceae thì dự trữ tinh dầu ở trong ống tiết thưa các anh chị. Thế là mình hết 25 câu, 26 câu. Hôm nay thì mình dừng ở đây ha. Các anh chị về nhà làm giúp mình phần bài tập dược liệu có chứa tinh dầu ha, và mình nộp bài lên cái link trên LMS 1 á. Mình có tạo cái link bài tập về nhà buổi 3 dược liệu có chứa tinh dầu rồi. Các anh chị làm cái phần đó cho mình ha, phần bài tập dược liệu có chứa tinh dầu. Rồi buổi tuần sau mình sẽ sửa bài tập dược liệu có chứa tinh dầu, mình dạy tiếp cái phương pháp chiết xuất thơ kiểm nghiệm là xong, mình sẽ chuyển qua phần giờ béo được hai các anh chị ha. Mình ai nấy nộp theo nhóm với các anh chị, mình chia nhóm rồi mà, nộp theo nhóm cho nó nhanh, nhóm 10 người làm cho lẹ. Bài tập dược liệu có chứa tinh dầu, để mình coi lại coi. Bài tập tinh dầu một đợi mình chút xíu nha, phải mình kiểm tra lại cái.